Nhằm chia sẻ, đồng hành cùng Bình Dương chống dịch, chiều nay, tổ chức từ thiện TCG Đài Loan tại Việt Nam đã trao tặng một số vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 10 máy tạo oxy 5 lít, 4 máy trợ thở, 19.000 khẩu trang y tế N95, 19.000 bộ đồ bảo hộ Level 4 với tổng giá trị 3 tỷ 280 triệu đồng. Đại diện tổ chức từ thiện TCG Đài Loan tại Việt Nam mong muốn góp một phần nhỏ cùng với tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời cho biết đơn vị tiếp tục đồng hành hỗ trợ Bình Dương chống dịch trong thời gian tới.